Bà chẳng xong mà chơi mơ Parca tự động bơ bà. There are also some challenges caused by former ministers too. But some of them still hold executive positions available. But the new ministers, they have a right of veto preventing the new ministers from fully making decisions concerning their respective portfolios. Bà chẳng là người ta viết có miền bánh hà bởi chôm môi chùm nôn đem bằng co lăng đòi à đất rất bằng tay nó phòng đầy. Và à lại nếu đã bị đón đem bằng trâu thế also phòng thu phòng. Bà chẳng lộc bị thu nơi cho lắm bà. Và sẽ thu nó gặp phòng đầy also nó gặp phòng đầy chẳng phải việc đã. Bộ bị chuẩn chẳng về mình là o thế phía xa đó nè. Bà xong đau tiết bạn ta vía còn miên bánh hạ phải chô môi chùm nôn đai bằng con lăng đà tay tạ đốt bằng tay phòng đầy à tay tạ đốt bằng tay môi chùm nôn nó ta căn một tổng này bắt tiết bạn bà nó ta căn một tổng này bắt tiết bắt nó bị lỡ đốt bằng tay thầm mày kê miền xin về tổ đòi rìa riêng rất còn tay mấy mình ói thư sạch đây sầm ra chất bình linh việc quan dần đấng mũ tổng đáng đi môi để bọc phụ kỳ lại đấy anh đang về miền bành hà chẳng về một tuần là sửa tiền đấy xong đào tiền đấy cha vì con miền bành hà phải cho môi chùm luôn phẳng đá đang bằng co lăng đòi ở tay tạ được một trầy ra đất bàn tay môi chùm nuôn nâu tạc căn mũ tổng nai quan tệ bạc bà nâu biển lơ bà đất bàn tay thầm mày phua kê miền xích về tù đòi rìa riêng vì bàn thính bà phua kê miền xích về tố hay rìa riêng đất bàn tay thầm mày mần oi thư nâu sạch đe sầm ra chất tại bàn bình lĩnh việc quan tần nâng mũ tổng nai để môi được bà phụ kê bà đây là making cái này kia niệm mật rất đó bà đòi xa biệt from này prevent someone from doing something đấy ok nếu mình ấy thế về admin chẳng lại biệt making đi kia niệm mật rất thì chưa rằng đòi xa biệt from đấy hay biệt concerning đấy hơi mơ thọ niệm cái này đấy anh ấy cái how the present party support people dân bà biệt concerning đấy nè how the present party support people isn't we are the two adjective phrase và concerning their respective portfolio nâng adjective phrase bằng chuyện này ói decision và hai cái line preventing này có chia present party support đấy chỉ cần là lục and cho lại và cái line này không sợ bạn phần lại ok lo dân mơ còn to tiền nhé that indeed if former ministers wish but to create a check and balance, but they can do so through the political party mechanism or the parliamentary mechanism. But the problem is that some former ministers do not want to completely withdraw from their executive functions. Cái đó chỉ cả bệnh nè, prasanna bà tay tạ đơn bằng tay, bà trong ạ được vốn, bà nữ, check and balance. Đó là diệp khiếp điểm này và người ta bảo sân na bơ ở tây tạ đơn bằng tay trong an ở vót nơi đó là diệp hiệu nái phô kê ai thư bàn và cứ tam được diệp dân đặc ca cái nạp bạn là dấu bái rứ còn tam được diệp dân đặc ca sử phì có bằng tay bà nhà ha cứ nô tròn thả ở tây tạ đơn bằng tay môi chùm nuôn bà cứ bên kia mình trong đọc luôn chân sông bà phi mũ tầm nén bắt chặt bắt bắt bộ kỳ lời này executive nó sẵn đào lơ mũ tầm nén sẵn đào lơ và sa ban để tệ bắt chặt bắt để ai thui dậy đây dòng ra từ lơ cô nhiều bài và tệ kia đấy nè bà sông đào tiên nè cái đó chưa cao bệnh nè prasanna ba tay tạ ra một tay chong an được vun nơi tôi là diện kia bẩm nái phụ kê ai thứ ba tam được diện
yon đặc ca cái nạp bạn nhiều bãi rư có tam là diện yon đặc ca là bác sĩ có vấn đề bài nhà hát cứ nói toàn thả à tay tạ này rất vấn đề môi chùm luôn cứ biết trên một trong đó luôn trên sông bà bi mụ tổng này này tha ban được tệ quan tập bắt ở bà phụ kỳ tỷ bà some former ministers put the blame on the society that some former ministers put the blame on the society by claiming that if they lose power, they will lose respect from people. This is an irresponsible attitude, which sets a bad example for the new generation. If they want to stay relevant, they can share their experiences through public lectures, writing books, through parliamentary and political party mechanisms. Cái đó ở đây ta đã một cái môi trường luôn bà cứ ba đặt ca đây đồng tô từ lưu sử cùng bà đòi bộ kế á an thả bà sân na bộ kế bắt bằng ẩm nái chân bộ kế nâng bắt bằng ca cổ rốc phì bộ rọt bà ni cứ chế ế rì cha bắt muối đẹp viên ca tổ tô khó trời đại ế rì cha bắt bẹp ní viên đơn bằng cất chế cùng rùa cọ xâm đạp bộ nệ chùm đơn khmây ប្រសិនណាបពួកគេចង់បន្តឲ្យមានពាក្យព័ន្ធបែបនេះពួកគេអាចចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ពួកគេតាមរយៈការថ្លែងសន្ទកថាយសាធារណៈការសរសេរនិពន្ធសៀវភៅឬក៏តាមរយៈយន្តការសភានិងយន្តការគណៈបកនយោបាយបើនេះយើងចង់បន្តពាក្យព័ន្ធណាដែល stay relevant ហ្នឹងមិនថានៅបន្តពាក្យព័ន្ធ bà mình to cho ruộng cho môi nó rất tha bị ba lại chẳng hạn bị ba không mày chẳng hạn cái đó ở tay ta đó mình tay môi chấm luôn bạn đã ca đây mình tô từ lơ sự cung đòi phụ kế a an thả pro sân na bộ phụ kế bắt bằng ẩm nái phụ kế nâng bắt bằng ca cả rốc bị bổ rọt thằng này cứ chế ế rồi ra bắt môi đè mất từ tua khó trời đè ế rồi ra bắt nế viên bằng ca chế cùng rùa trọ sân đạp bộ khmer khmer chúng tôi khmer đi chúng tôi trầu prasanna bộ phụ kế chẳng bản to cho ruộng bị quan bà phụ kế ai cho ruộng bán đòi ca chế đồng lệch bắt bị sót rồi bà phụ kế bà ta nổi chia bà sân ra cả thai chia xa thiên đồng nạ nịp quân xếp hư rứa gọi ta nổi chia dân đặc ca dục khía hay nâng dân đặc ca cả nạp bạn nổi bài để bằng thông nó ớt lơm sang say xe và xoay này nơi nào nơi nấy nó bằng thông thì chỗ đạch và ở đây thế bạn mình kia bây giờ có ai lòng bạ tiền á rồi bây giờ có nó không sẽ bình dồn tại đây là thế thì ba nhân là cũng sống tốt chỗ đạch ba thì chào ba dạng này dạng này ai mơ vì là ô và thèm tam khói phong bạc bà con the financial issues should not be the problem for former ministers. They can lead a decent retirement life and they should. All ministers should give new ministers all the power to rise and fall on their own. If they rise, they can continue to lead. If they fall, let other capable young people to do the work. Cái đó bánh hà phần này hiện anh bật thố mình cua chỉ bánh hà sầm rập ở tay tạ rốt bằng tay nụ tì. Ba phụ kê ở tay tạ rốt bằng tay mất ai đặng nôm chỉ quyết lị vật đòi sự đầy thay thân nổ. Đi dân, đi thèm bên lại cho lị vật tư nế. Ai phụ kê cua để cho lị vật. Hay rốt bằng tay chà chà, có cua tẹp đòi bà đó là một cái máy đâu ẩm nay được ở ở bộ kê trẻ trọ chô rồi có đua được luôn ai anh em ta to rise and fall on their own á bà trẻ đua trẻ trọ dần tư được luôn ai tư ai bà sân bà bộ kê ai trọ chô bán chẳng ai bộ kê bằng to đã đường được tiền tử
ហើយប្រសិនបើពួកគេដួលក្រុមមិនរួចចឹងឲ្យអ្នកក្មេងៗមានសមត្ថភាពគេបន្តធ្វើការងារជំនួសទៅបាទនេះចង់និយាយចឹងណាបាទ to rise and fall មានថាដួលចឹងងើបឈរខ្លួនឯងបានចឹងដួលងើបដួលខ្លួនឯងទៅចេះដួលចេះក្រោកទៅបាទសូមដល់ទៀតណាក្រាបបញ្ហានៃហិរញ្ញវត្ថុបាទវាមិនគួរជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកមន្ត្រីអតីតនោះទេអតីតរដ្ឋមន្ត្រីនោះទេបាទពួកគេអាចដឹកនាំជីវិតបែបនិវត្តន៍ដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ decent ណាបាទដល់និវត្តន៍ហើយក៏ចូលនិវត្តន៍ទៅរស់នៅតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអញ្ចឹងណានេះហៅថា decent retirement life ហើយពួកគេក៏គួរតែអញ្ចឹងសូនណាគួរតែចូលនិវត្តន៍ទៅហើយរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់ក៏គួរតែផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅសិទ្ធិអំណាចទាំងអស់ឲ្យពួកគេចេះក្រោកឈរចេះដួលដោយខ្លួនឯងបាទដួលក្រោកឈរដោយខ្លួនឯងទៅប្រសិនបើពួកគេឈរបានអញ្ចឹងពួកគេអាចបន្តដឹកនាំតទៅទៀតហើយបើសិនពួកគេដួលទៅលែងរួចហើយណាអញ្ចឹងឲ្យក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពដទៃទៀតធ្វើការងារនោះទៅបាទអត់អីណាបាទស្រួលស្រួលសូមអធិស្ឋានបាទណា Former Minister Subnan cling to power without letting that the new generation be responsible for their future. They should find a suitable retirement home and find a new hobby without struggling about for relevance against the younger generation. There should be a simple word enough. គណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរនៅតោងតាមវាតោងអំណាចណាដបក្តាប់អំណាចបាទ cling to power គណៈពួករដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីមិនគួរនៅតោងកាន់អំណាចដោយមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាន់ថ្មីទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេគួរតែស្វែងរកលំនៅឋានចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានសមរម្យបាទសុតិបោឬថាមិនហូមហើយនឹងរកកន្លែងកំសាន្តលំហែកាយអញ្ចឹងណាបាទយូហប៊ីហ្នឹងពេលទំនេរទៅហាត់ប្រាណហាត់អីចឹងទៅធ្វើអីទៅទៅបាទដោយមិនចាំបាច់មកប្រទៀងប្រទង់ឲ្យមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រឆាំងទៅនឹងពួកក្មេងៗចំនួនក្រោយទៅទេបាទវាគួរតែមានពាក្យសាមញ្ញមួយថាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយ There should be a simple word enough បាទសូមដល់ទៀតណាគណៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីគួរតែសន្ទោសមិនគួរណាតោងស្ដាប់អំណាចថា cling to power បន្តដកដាក់អំណាចដោយមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្មែរចំនួនថ្មីទទួលខុសត្រូវចំពោះអនាគតរបស់ពួកគេនោះទេឲ្យពួកគេរៀនទទួលខុសត្រូវចឹងទៅណាបាទពួកគេគួរតែស្វាស្វែងរកលំនៅឋានសម្រាប់ចូលនិវត្តន៍ឲ្យបានសមរម្យហើយរកបាទកម្លែងលំហែបាទដោយមិនចាំបាច់ប្រទៀងប្រទង់ឲ្យមានការជិបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកក្មេងៗចំនួនក្រោយទេវាគាត់តែមានពាក្យមួយហៅថាគ្រប់គ្រាន់ហើយណាអាកន្លែងនេះយើងមើលឃើញពាក្យ let មួយណាបាទនេះអា let thing កន្លែងនេះជានាមកិត្តបាទវាទោះបីជានាមកិត្តក្តីឬក៏ជាកិរិយាសព្ទធម្មតាក្តីពាក្យ let ទម្រង់របស់វាជា let បូកជាមួយអបចេញបាទនេះបាទពាក្យ let នេះយើងបូកជាមួយកម្មបទបាទ new generation នឹងកម្មបទបាទហើយនៅពីក្រោយកម្មបទនេះសំខាន់កន្លែងនេះគឺយើងប្រើ be infinitive បាទនេះកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមណាបាទ letting the new generation be responsible យើងដាក់នេះយើងអត់អាចប្រើ to be ទេយើងកុំប្រើ to be ណាព្រោះនេះច្បាប់វាកាលណាយើង let បូកជាមួយកម្មបទទៅបូកជាមួយ be infinitive ឬគេហៅថា plain infinitive គេហៅថា zero infinitive ឬក៏ infinitive without to ក
Cái này nếu đặc biệt đòi xa phía responsible là chỉ cùng niềm nè. Và đòi xa phía responsible chỉ cùng niềm chẳng kịp ra cho mùi vượt bì. Thế với đề xâm khán cư dân công ra thu. Và bạp là bạp viện lát bộ ọc chết. Ất ôi ra thu bị còi tì. Hãy bà xin thì dân chẳng ra thu dân ra phía à lao vinh. Của ta hỏi ta à lao vinh the new generation to be. Và của ta hỏi lại đi đó. Ta việc đáo allowing the new generation to be này cái là to be nó bây giờ là việc allow đó đây cái này việc là cái gọi là to be ok nói dân bờ bản tao đầu tiên nè it is high time that Cambodia establishes rules or a code of conduct for all and new ministers to ensure smooth transition of power within the ministerial leadership. The continuity of public services, the coherence of policies, the morale of civil servants, the continuation of internal reforms and the improvement of performance and work efficiency should be the criteria for changes to be made by the new ministers and not based on their personal preferences. Cái đó là phía hai đại thà con bởi chia cứ ban bằng cơ đô bị khiên rứ có trong bắt đẹp bắt chỉ trơn ba sầm rắp tiên rớt bằng tay chắc nâng rớt bằng tay thầm mây đâm bay thân đề ba nơ ca phạc đô ẩm nai đôi đồn luôn ba smooth transition of power đâm bay thân đề ban ca phạp đô ẩm nái đôi đường luôn ba nộp nông thân nạn đợt đông của ruộng lý ra nợ phiếp này xe va xa thiệt ẩn nạ bà ca liệt xa ban nơi cô lựa dụ bài khổ đánh ca xa chấp điện đồ của nế bà ca xa chấp nơi cô lựa dụ bài để đi tức chất rồi ba mần trai đi ca sử vân bà ca bản to có lưu cầm nè tầm ruông tỷ nông hay nâng ca lưu cầm buộc bà đo ca ăn ở vật ca nghĩ hay nâng khách khám prang prang hay nâng bởi sức tập khiếp ca nghĩ cua tè chi sốp khẽ viên này cháy xâm rắp oi miên ca phạp đủ for changing to be made bà cua tè chi lẽ cả nạ viên này cháy vô xâm rắp ở miền cà phạp đô bè chẳng bà trên kia to be made bà đã thư lãng đói rất bằng trái thầm mày mình mến thư lãng đầy bác ái từ lơ ca để dùng cho chất bực quân đó bà cuộc kỳ tì bà xong đầu tiên nè cái thà bia cứ chật đào phiên là mồm hai đè à con mở chia bằng các ban nô vị thiên thì chắc đưa gặp trong phát triển bản sầm ráp tiền đất bằng tay chắc nâng đất đất bằng tay mày đam bay thân địa ban nó cao pháp đô ẩm nai tôi được luôn ban được non nát đất nuồng đưa cái chua nát đất nuồng của ruộng nghĩa ra là phim nơi cao đo xe va xa thiệt ở nạ cao xa chuộc nơi cô lý dụ bài đề ni thức chất nơi bằng tay đích ca sử vấn nâng ca bằng to bà cầm nè tùm ruộng tì nóng hay nâng ca lưu cùng phua đó là cả ảnh vật cả nghi cả lưu cầm phố và sẽ tập hiệp để dựng bài bài mất cả lưu cầm phố và sẽ tập hiệp ảnh vật cả nghi đừng thuê cả nghi cua tẻ chia sốc hiệp với để cháy bà xâm rắp ở miền cả phạp đô để thuê lãng đoàn đất bình mày mình men phải ai từ lưu cả để dùng bình chất cho chất từ lưu bộ cô đi bộ cô đô đô bộ cô kê đô tì bà xong mà phát cả trong cơ chắc bán này và and former ministers must find an honorary exit by themselves by without blaming society for the loss of public respect. All and new generations have their own share of responsibility in jointly creating the culture capable of answering a smooth transition of changes in ministerial leadership. Bà chẳng xong bật chọc từ bữa nay hai chia sẻ miền chambers ai miền thamay tiền nè bà.
ra tay ta đưa một tay chẳng lại trao để xoay trôi chọn chành và có được kết tử dụ đời khuôn anh còn chẳng bạch kê và khó mới nữa và by themselves themselves là cái how with the imbecile sin pronoun nè và ourselves pronoun nó dừng biên pi dừng biên kia reflexive và dừng biên kia imbecile sin cái how intensive pronoun nè đã tay ta đơn một tay chẳng lại chẳng bạch và trao tới sven rô cho chanh này anh xin tới cho chanh và có được kết vô đời luôn anh và đôi mình chăm bay đây phần tô đau sửng cung đòi xa là ca bắt bóng ca cửa rốt vì xa thiệt lại chuẩn được bọc bộ kỳ nổi tê và chấm đoan thầm mây nâng chấm đoan chả chấm đoan thầm mây ai nâng miên ca chạy đường lên bọc bộ kỳ tôi luôn tôi lưu tùm đuột khổ trời nó không ca bằng cơ ruộng thân nâu vật và thua để ai thân địa bàn và cho anh đi cái thiên ở khai chế người ta ai bằng cơ ruộng thân địa nâu vật và thua muối để ai thân địa bàn nơi ca phạt đồm nái tờ luôn được nóng hạ đận nâng được ruộng và xong đoàn tiên đấy đa hai à tay tạ đơn bằng tay tiền lai rau tẻ sven rô cho chanh như thế của cả đời chanh và cọp được kinh tử vua đời luôn anh đôi bằng trăm bay từ đây bằng tô đa sừng cung đời xa để cả bắt bóng cả cửa rốt vì xa thiệt nạn chuẩn là bọc bộ kỳ nổi tỷ tiếng chấm đơn cha tiếng tổng đoàn mây cư miên ca che đồng lên tổng đồ khó tao đời luôn là bọc bộ kỳ nó không ca bằng cơn ruộng thân niệm muối nâu và phật thố bà ca bằng cơn và phật thua ruộng thân niệm muối đeo khắp phải bỏ ổ bà để ai miền sông được khiếp trong ca thiền liên bàn bà nơi ca phạm đồ bà ca tê được ca phạm đồ đó đó ca tê được ca phạm đồ đó việc tên dân ở trên chính là phần đăng đó đó bà ca phạm đồ ở ban đồn luôn nó không chua đậm nông cửa xuồng à cái này nên miền niệm mũi bà cái này nên miền cloang mũi phần là bây giờ mình đứng hay chỉ mình ai đứng lên để cloang cái này nên che bà này và bà thua đi bà này bà bịa pin biết là dân trong là xe pin nhé bà đầu tư dân đã no nát sắp thật khơi ai dự tiêu bà dân mơ khơi được học nên là khao chờ nó kỷ niệm nè khai chơi kiến điểm hay đó là việc khi bị bỏ lỡ thì anh chỉ tiêu chẳng tam thua mà ta anh chỉ tiêu cầm ron miền là na tập ra bị coi điểm mà rồi anh chỉ tiêu dân ra phía chán cao sấp cũng buồn phía rối việc đâu đâu phải mục niệm à vì sao ông lấy nè và vì sao chẳng bị thật khắp hết một bộ khả chơ khắp hết bộ khả sân rồi chẳng hạn nè tên dương đặc lãnh ít so hạt ấy bắt được chia đã khai chờ hay sao đã của đường niệm một hàng còi chuột trắng ta là biết này rụng đam về bạn này khọ đam về bạn này cái này hòm đó nghe mới là jointly creating a culture which is capable of answering này là tới cái lúc à khọ nâng chó là which is chó đạt được capable được từ và bây giờ mình đấng giờ mình đang tập về nhẹ nhàng bài tê là tua dân thơ mà đáp rất là khinh quân niệm nó bị mục niệm chứ nghe là một đại quân niệm nó bị coi niệm chắc trong ngò này và tiếng ọc quân chứa xong anh nhập vào đây xin chấp bác đầu sau mong đáp vào đây chọc với bạn Bạn group bạn, ở con chị group. hiệp lý là crew Yên group. bạn bạn liên lia sau rồi